Sáng nay, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức tại 63 điểm cầu các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và 411 điểm cầu cấp huyện. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban chỉ đạo bầu cử Trung ương, Phạm Thị Thanh Trà chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Hội nghị đã nghe các cơ quan liên quan trung ương giới thiệu các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, phản ánh những nội dung còn vướng mắt hoặc chưa rõ về công tác bầu cử để các cơ quan giải đáp thỏa đáng. Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử Trung ương Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, để ngày bầu cử 23 tháng 5 tới đây thực sự là ngày hội của toàn dân. Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cần phải được chuẩn bị chu đáo, đúng pháp luật. Vì vậy, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử là rất quan trọng. Qua đó, nhằm giúp các địa phương nắm vững các quy định của pháp luật, các bước chuẩn bị đúng theo thời gian quy định.